ယောင်းလိုက်ယူလိုက်ယောင်းကျင်တဲ့စိတ်ကလေးတွေယောင်းလိုက်ကျင်တဲ့စေတနာလေးတွေကသင်္ခါရခန္ဓာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့အထဲမှာခန္ဓာ၅ပါးလုံးလိုက်ရှုနေရင်စင်မပြေပါဘူးအထေရှားသောခန္ဓာကိုဗုဒ္ဓကရှုရမယ်လို့ဒီလိုမိန့်ကြားခြင်းအရာခြင်းမျက်စိမှာခန္ဓာ၅ပါးတွေက နာမှုခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာတစ်လုံးနဲ့ကိုရွေးပြီးတော့ဝိပဿနာရှုခြင်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဝေဒနာကနာခံနန္တရားဝေဒနာရဲ့တရားခြင်းမျက်စိတို့ကယုတ်တရားယုတ်နဲ့နှစ်ပါးရှိတယ်။သုံးဖို့ခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်ဆိုတာကတော့နေရာမြင်တိုင်းအရာဌာနတိုင်းမှာသိထားဖို့တည်းပဲတတိပေးလိုပါတယ်။ Làm biết nhân pháp và sắc pháp hay là để nhận biết ngũ uẩn khi quan sát thì cảm thọ năm dục ở đi chân thì chân là nó thuộc về sắc pháp cái sự nhận biết cái cảm giác đau nhức đó gọi là nhân pháp hay là tưởng của cái sự nhận biết đau nhất gọi là tưởng và cái sự đau nhất là thọ và thọ này cũng thuộc về nhân pháp và khi hành giả đau nhất thì có khi hành giả không có chịu được có một cái ý muốn thay đổi tư thế thì cái ý muốn thay đổi tư thế là hành vọng và hành vọng cũng gọi là nhân pháp cái sự nhận biết thuần túy cái cảm giác mà không có qua cái sự nhận biết cảm giác này là khó chịu hay là dễ chịu hay là trung tính thì cái sự nhận biết thuần túy như thế này gọi là thức uẩn và thức uẩn cũng gọi là nhân pháp thì đối với một hành giả khi mới thực hành thiền quán rất là khó nhận biết tất cả ngũ uẩn mà hành giả chỉ tập trung quan sát những cái đối tượng và đây là cái cảm thọ đau nhất nó đang sinh khởi và nó nổi bật nhất cho nên cái cảm giác nổi bật nhất nó trở thành cái đối tượng để cho hành giả quan sát và khi chánh niệm định tâm và những cái yếu tố thuộc về tâm gọi là các cái thiền tâm sở nó khởi sinh lên cùng với chánh niệm tỉnh giác định tâm nó được vững mạnh được thiết lập thì hành giả sẽ thấy rõ ràng hơn về danh pháp sắc pháp hay là về ngũ uẩn khi nó đã sinh khởi nhưng mà trước hết để bắt đầu thực hành thiền quán thì hành giả chỉ cần quan sát cái đối tượng cảm giác cảm thọ nó đang sinh khởi nổi bật nhất mà thôi. Mimi ရဲ့ khán giả mà na jin ne dukkha vedana ri bo ni lo
Nesa doga nanda vipadana Shulu maya vene Shulu vene Doda ni trene ye Doda gini na chipora vane Kaune chanda ne Taya ne kaune kurana ne Shini lu Taya ne no Loba chipare Jinjo abjin Kaundo kurana chila ye Vipadana misula ye Loba chipare Makaune kurana Shinaye, we badana Messuyen, Dora Pinida, Shinare, Pino, Vivo Shepare. Một người bình thường không có, có những cái sự hiểu biết về thiền quán và không có thực hành thiền quán thì khi có những cái cảm thọ đau nhức khó chịu khởi sinh lên thì có một cái sự phản ứng là không thích đối với những cái cảm giác khó chịu đó. Thế cái sự phản ứng không thích này gọi là tâm sân sinh khởi. Và tâm sân là một phiền não. Một lần khởi sinh lên ở trong tâm thì sẽ là ô nhiễm cái tâm của người đó. Và nếu như khi có một cái cảm giác dễ chịu thì người đó có thể ưa thích và cái sự ưa thích này là tâm tham và tâm tham không là một cái phiền não khi sinh khởi trong tâm sẽ là ô nhiễm đến tâm của người đó. Còn đối với một hành giả thực tập thiền quán thì sẽ có cái sự tỉnh thức biết rõ cái sự thay đổi biến hóa dù là một cái cảm giác dễ chịu hay là khó chịu hành giả đều có cái sự biết rõ cái sự thay đổi biến hóa hay là hiểu rõ rằng cái cảm giác này không phải là ta không phải của ta không phải là thường là của ta cho nên những cái phản ứng thích hay không thích dường như không có cơ hội để sinh khởi và nhờ vậy cho nên những cái phiền não tham và sân cũng không có cơ hội để sinh khởi. Bồ la đề thức và vừa na go trên này nên đi nên chú ra bi lo nay ra mà về để tập bồ đề lo con cố lùm lại để thân đắc tập bồ đề lo con Sinyan emman dhokha tawa lakhana kuno lakam Daku ne shuwa bhaapse paare Dhoa shulu asema bhirohu Dhoa kutimka naimu sure poku miya Pagame suyendo Kosekneya Bojyamji jyama jyama ne bula Shugele Nati jyama sekne dhaapiro Wini twali ho Yane shuwa bhaapse paare ไอ้ willing twenty ชื่อเนี่ยมาเนี่ยวิปัสสนาสุรุยาบาเลยวิเลย20ก็ยุติยาวินัย20เนี่ยตีได้อติสิทธิ์ก็นันเตยาไอ้ยุคนั้นน่ะบามาขันธ์5เนี่ยไอ้มาเนี่ย5วาสิบาเลยวินัยเนี่ย20เนี่ยตีได้อติสิทธิ์วิญญาณเนี่ยขันธ์ ญาณจินตาโหปุราหิตาขันธ์5เนี่ยวรณะมัตตาเนี่ยปัญญาอถั่ววินยุโลกนี่เนี่ยวริยะซะเนี่ยเสรณาซะเนี่ยติงคาระขันธ์วินัย20นี่ဆိုတဲ့ยุบะขันธ์วินัย20นี่มาเนี่ยเป็นขันธ์5วาสิบาเลยโดยว่าวินัย20นี่มาก็ขันธ์5วาเนี่ยมาวินัย20นี่ก็อเทญชาลงဖြစ်နေတယ်အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုကြာတဲ့ခန္ဓာလေးအာမောဒီပဲနဲ့ ဝိနည်းထွက်နေဟာဝါယောယုတ်ဝါယောဓာတ်ဝါယောယုတ်တရားဒီဝါယောယုတ်တရားဒီလည်းအမြဲတဲ့သဘောထောက်ကံလှုပ်ရှားတတ်တဲ့ဝါယောတဘာဝတတ်တဲ့ဒီလိုရှိရင်လည်းအနတ္တလက္ခဏာသို့မဟုတ်အနေစာလက္ခဏာတွေပေါ်လာပါတယ်ဒါကတော့
Wena, Enoma Sumiyane Bogumia, Wene Tranima, Wibadana, Sude, Tabo, Sebane. Khi hành giả đang quan sát cảm thọ cảm giác thì hành giả nên cố gắng để nhận biết rõ ba cái đặc tính vô thường khổ vô ngã của cái cảm thọ cảm giác nó đang sinh khởi nổi trội nhất. Và trong khi hành giả hành thiền thì khi cảm giác cảm thọ của khi nó đến một cách tột đỉnh rất là đau nhức không có chịu nổi thì anh giả có thể hướng tâm trở về lại khi đối tượng ban đầu đó là hơi thở. Và khi anh giả quay trở về lại hơi thở thì trong hơi thở này hành giả cần phải phân biệt rõ cái pháp chứng địa ở trong quá trình thực hành hơi thở ở cái giai đoạn thiền quán. Đó là hơi thở là nó thuộc về sắc pháp, hơi thở chứ nó thuộc về sắc pháp hay là thuộc về thân. Cái sự nhận biết hơi thở là nhân pháp. Và trong cái sự nhận biết này đã không có cái cảm giác như là nóng hay lạnh tại cái chỗ tiếp xúc của hơi thở và nóng bụng. Thì nóng và lạnh là cái cảm giác cảm thọ. Cái sự nhận biết nóng và lạnh là nó thuộc về tưởng và thức. Rồi cái sự cố gắng để quan sát thì nó là hành. Nhưng trong khi thực hành thì hơi thở thì cái đối tượng nội trội nhất đó là hơi thở, nó thuộc về sắc pháp. Cho nên hành giả sẽ thấy rõ cái danh pháp, là cái sắc pháp ở đây là cái hơi thở, là cái yếu tố nhỏ nó đang chuyển động tại cái chỗ tiếp xúc. Và cái sự nhận biết yếu tố nhỏ đang chuyển động thì gọi là danh pháp. Thì khi đó hành giả sẽ phân biệt được cái hơi thở là sắc pháp và cái sự nhận biết hơi thở là nhân pháp. Và khi hành giả thực hành thiền quán với cái đối tượng hơi thở thì hơi khác một chút đối với khi thực hành thiền định. Khi thực hành thiền định thì cái đối tượng hơi thở là nó thuộc về chế định, có nghĩa là qua cái sự phần dùng của tâm để biết được cái luồng nhỏ đi vào đi ra là hơi thở. Còn khi thực hành thiền quán thì hành giả lấy cái hơi thở như là một cái đối tượng thuộc về sắc pháp. Đó là cái sự chuyển động, cái sự chuyển động là cái đặc tính của gió tại cái chỗ tiếp xúc. Khi mình nhận biết cái sự chuyển động một cách trung thực như nó đang sinh khởi thì nó trở thành cái đối tượng thuộc về chứng đề. Và khi nhận biết thì yếu tố nhận biết cái sự chuyển động là danh pháp, thì như vậy hành giả phân biệt được danh pháp và sắc pháp tại hơi thở. Và qua cái sự thực hành danh pháp và sắc pháp của hơi thở thì hành giả cũng sẽ nhận biết được cái tam tượng của hơi thở và cái sự nhận biết hơi thở, đó là
nó luôn luôn thay đổi liên tục và nó không có toàn diện, và cái hơi thở là như cái sự nhận biết, nó không phải là ta, không phải của ta mà không phải tự là của ta, mà chỉ là một cái sự vận hành tự nhiên của các pháp liên hệ với nhau. Sẽ không do bi để sự ngã này ngủ, à lo ở trên chỗ bi đó, rồi vào đó, nhà này ông nào thế, ở trên bàn đá vào đó, tâm an đi hả, tất đi ngủ u sa bi đi đó, kiến nhận thế nào của sư đệ, sư ra ngủ trên chỗ mà cụ chế bà đấy, quý bà thân ngã đó, kiến nhận của đi cả u sa bi biết tham bi đó. Yêu đến nàng ngô, sưu đề lục kỳ lục chiến trục mà lục giả hóa đấy. Nói một cách tóm tắt thì cái đối tượng của thiền định là cái đối tượng nó thuộc về chế định hay là cái sự quy ước của tâm. Còn cái đối tượng của thiền quán thuộc về chứng đề, có nghĩa là không qua cái sự vận dụng của tâm mà khởi sinh lên như thế nào thì tâm chỉ biết rõ như thế ấy, không qua cái sự vận dụng của tâm. Thấy một cách trung thực, khách quan. Cho nên khi thực hành thì hành giả cần phải phân biệt rõ cái đối tượng của thiền định nó khác nhau với thiền quán, để khi thực hành thiền định thì chúng ta nắm bắt cái đối tượng cho đúng, thì khi đó mới có thể phát triển được định tâm. Và khi thực hành thiền quán thì chúng ta cũng phải